giống Việt Nam năm 1981 là dấu mốc vàng sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, đem đến một nguồn vui vô hạn, thể hiện truyền thống Phật giáo yêu nước gắn bó cùng với dân tộc. Nền thống nhất dựa trên tinh thần dân chủ, lấy tứ chúng đồng tu làm cơ sở, chứ không dựa trên giáo quyền, phong kiến hay quyền lực cá nhân. Chỉ khi tôn giáo gắn bó với dân tộc, đoàn kết với nhân dân, thì khi ấy tôn giáo mới làm sáng tỏ chân lý đạo giáo của mình. Tăng ni và Phật tử góp phần cùng với dân tộc viết nên một trang sử mới hy vọng. Phật giáo Việt Nam là biểu tượng truyền thống yêu nước gắn bó chặt chẽ với dân tộc, với tổ quốc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Hàng ngàn năm qua, các thế lực thù địch không ngừng dòm ngó phá hoại đất nước ta. Trước khi phá bằng bom đạn chính trị, thì chúng đạp đổ bức tường với tinh thần và đạo pháp của dân tộc. Một khi Phật tử đánh mất đạo tâm, thì vô lượng kiếp không tìm thấy chánh pháp và dễ lạc vào rừng tà đạo. Từ đây chúng sai khiến chính những con người, con Phật để chống lại nhà nước, chống lại đạo Phật, chống lại thầy của mình và các anh em huynh đệ. Đạo tâm là thứ quý nhất, mất đạo tâm là mất tất cả. Giữa biến động của thời cuộc, các tăng sĩ yêu nước đã ý thức trách nhiệm và tầm quan trọng cấp thiết của những việc giữ gìn nền tảng Phật giáo trước nguy cơ bị thế lực thù địch chống phá. Quý ngài đã tập hợp tăng sĩ, thống nhất tư tưởng hoạt động, tạo nên sức mạnh đoàn kết để duy trì nền tảng Phật giáo, sống và làm việc theo lời dạy sáu phép lục hòa trong tinh thần cộng trụ của Phật giáo. Hộ quốc an dân, Phật giáo luôn đồng hành cùng với dân tộc. Phật giáo Việt Nam bao giờ cũng đặt sự tồn vong, sự phát triển của mình trong sự tồn vong và phát triển của dân tộc. Mỗi người tu sĩ luôn đồng hành cùng với dân tộc, đi cùng đi, làm cùng làm. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý đó không bao giờ thay đổi. Cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay? Đúng với hiến chương
và tôn chỉ đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đời sống sinh hoạt Phật giáo, người Việt luôn đồng hành với đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của đất nước. Nói đến tôn giáo là nói đến đạo Phật, đến những ngải cử cao quý của quý tăng ni Phật tử. Phật giáo Việt Nam đã trưởng thành cùng với dân tộc, góp phần làm soi người lý tưởng của dân tộc và trưởng thành cùng dân tộc. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non khi vào cửa Phật như con một nhà. Sứ mệnh người Phật tử Việt Nam hôm nay và ngày mai chính là tu đạo, hành đạo thiết thực để viết nên một trang sử mới của cho dân tộc và đạo pháp, bằng một sự chuyển hóa nội tâm, thăng tiến trí tuệ, xây dựng đất nước ta ngày càng cường thịnh, ngày càng phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới.